trong tất cả 13 chòm sao trên thế giới. Chòm sao mà tôi thích nhất vẫn là chòm sao Sa Phu. Này thì sao kê này, này thì sao kê này thì mơ này mơ. Nhân tiện để nói về sao kê thì tôi cũng đã tự mình tìm kiếm được một số cái định nghĩa để tự lý giải cho mình lý do tại sao mà sao kê dạo này đang nổi như cồn như vậy. Sao kê được định nghĩa là chòm sao nằm trong cung minh bạch. Khác với các chòm sao khác thuộc dải ngân hà thì sao kê thuộc dải ngân hàng. Ngoài ra, trong một số các trang web khác ở trên mạng mà tôi tìm được, như là hóng phút hội ở trường đua Đạm Nai, có cho hay khi bị chòm sao này chiếu mệnh, rất nhiều chuyện xui chảy ra cho ta. Ăn không yên, ngủ không ngon, mà cứ bị ám ảnh bởi hai chữ sao kê như này. Ngoài ra thì tên hoặc là nghệ danh còn có khả năng rất cao, à không, chắc chắn sẽ bị đổi tên thành các con số như 14 tỷ, 96 tỷ hay 320 tỷ hoặc ít nhất cũng 1-2 tỷ khác thôi. Để mà vượt qua được cái chòm sao kê này không chiếu vào mạng mình nữa thì ngoài giải hạn, người ta còn phải giải ngân hoặc là giải nghề. Đọc xong thì tôi đếch hiểu sao mọi người phải nháo nhào như thế luôn. Sao quê. 1000 trang. 1000 trang. Còn riêng về phần tôi ấy thì tôi thích là sao nhân mã này, sao Sa Phu này, sao market này, sao yêu em mà không dám nói. Ở lần trước thì tôi đã quyết tâm đến nhà crush để mà cưa crush đem về. À không, ơ kìa, tại sao lại cưa crush đem về là như nào, đem hai phần à? Lần trước thì tôi đã quyết tâm là tôi sẽ cua được crush bằng mọi cách, bằng mọi giá. Là tôi đã đến nhà crush để mà quậy gia đình crush mà đem crush về. Nhưng mà rất tiếc là vì một phút yếu đuối nào đấy mà tôi không dám nói ra, cho nên là crush vẫn chưa thuộc về tay tôi mọi người ạ. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ tiến hành qua nhà crush đợt 2. Phải được thôi. Ok, thì lần trước chúng ta đã quyết tâm sang nhà crush để mà cua crush và mang về. Nhưng mà đâu đấy chúng ta đã gặp phải một cái khó khăn, đó là em trai crush xuất hiện. Thì tất nhiên rồi, và tại sao không? Cậu bé ấy đã cho chúng ta biết thế nào là lễ hội. Cậu bé ấy đã cho chúng ta biết thế nào là lễ hội. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ quay lại. Hôm nay tôi về rồi, nhưng mà hôm nay tôi quyết định tôi quay lại tôi cua. Tại vì tình yêu của tôi dành cho crush rất là nhiều. Mọi hiểu không? Cái tiếng gì nữa đây? Điều của tôi dành rất là nhiều, cho nên tôi quay lại chính cái khu rừng này, chính cái địa chỉ này. Và tôi quyết tâm là tôi tìm ra crush bằng được, để mà tôi có thể là cua crush của mình. Nhưng mà lần 2 đi thì thấy hơi kỳ nha mọi người nha. Lần 2 thì... Cái gì đây? Ui tiếng ngay sát bên người luôn ạ. Nào, anh cũng đùa đâu nha, lần này vẫn có em à, em vẫn tiếp tục hút kích anh à. Đùa tới không vui đâu ạ. Ok, ta đã có cái cây nến thứ hai chỗ này thì cụt này. Mình vẫn tiếp tục đi và mình không biết là mình đang đi đâu nữa. Ok, chúng ta sẽ cố gắng mình kiếm cái đường sát những cái gì đây. Thôi ạ, em xin phép anh ạ. Giờ gọi, thay vì gọi mày là em thì tao gọi mày là anh luôn. Thế cho mày vui vẻ, cái cả nhà mà nó bắt đầu được vui, hiểu không? Ok, ta đang tiếp tục đường đi đến và tôi không biết tại sao lại giờ này là em của crush vẫn chưa xuất hiện. Ui, cái gì đây? Tôi không đốt đèn được đó mọi người ạ. Ok, tôi đốt rồi. Ôi, cái gì đây? Ôi, cái gì đây? Tiếng gì đây? Ôi, cái gì đây? Sao màn hình đen vậy? Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, cái gì đây? Đừng. Cái gì đây? Cái gì đây? Tại sao màn hình đen nhạt lên mà có đứa nào thì thầm vào tai tôi là như thế nào đấy? Nào, em ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Ui, có đứa nào từ dưới đất chui lên đây mọi người ạ.
Ui, cái gì đây? Sao lại lần này lại là giọng nữ là như nào? Em ơi. Ôi trời ơi, cái gì kìa? Thôi nha, anh đi trước ạ. Em ơi. Này, thí dụ mà mình có đâu đấy là mình sang Thái Lan vào cái hôm mà anh đi về ấy, thì mình báo anh biết một tiếng. Tại sao lại chuyển giới nhanh như thế? Anh về đúng một hôm. Cái gì kìa, gì nữa? Anh về đúng một hôm thì em ấy em đi gọi là sang Thái, gọi là cắt cái lũng lẳng đem về luôn á. Úi dồi ôi. Nào, có vẻ như lần này chúng ta gặp phải em ấy, nhưng mà em ấy có vẻ như đã chuyển giới đâu đấy thành nữ rồi mọi người ạ. Ui. Ui, nó bận. Vẫn là nam, vẫn là nam. Vẫn thằng bé đấy, thằng bé đấy. Chạy em, chạy em. Ui. Không chạy được, không chạy được. Hai đứa, từ từ đã, hình như là hai đứa. Như là hai đứa sao mọi người ơi? Ui dồi, tôi xong tôi rồi. Ui. Nào, cái tiếng gì kia? Đứa nào có cà rột đâu đấy? Ui, tại sao lại hai đứa này? Ui. Ui. Này, thật sự ra ấy, thì tôi... Ở đây có cái đống lửa này. Thực ra thì tôi quen crush của mình cũng đã lâu. Nhưng mà... Ui dồi, ôi. Thực ra thì tôi quen crush của mình cũng đã... Cái này hết rồi. Thực ra thì tôi quen... Để mọi người, thật ra thì tôi quen crush của mình cũng đã lâu rồi. Và tôi cũng đã... Cái gì kìa? Tôi... Em ơi, anh hết nến rồi. Tôi chạy đâu đây? Chạy đâu đây? Không chạy được. Không chạy được. Không chạy được. Có cái câu chuyện là nãy giờ tôi kể là tôi quen crush của tôi đã lâu thôi mà tôi chưa kể được luôn á. Em ấy dồn như là dồn gọi là cha dồn mẹ em ấy cái gì ấy. Thì là vấn đề là tôi quen crush tôi lâu rồi. Cũng nói chuyện qua nói chuyện lại nhiều rồi. Cái tiếng gì nữa đây? Tại sao chưa kể hết câu một câu chuyện kể 3-4 lần rồi? Nhạc cứ lên là như nào? Ui dồi em ơi, anh đi chốt nha. Em ở lại vui. Anh biết là nhà em nhiều tiền bạc của cái. Em không cần sống mà phải lo đến cuộc đời em. Thì em có nghe ngã té dập mặt vào đâu đấy thì cũng có người lo chỉnh lại mặt cho em. Anh thì không em nhá, anh chết là chết. Anh không có thuốc trường sinh bất lão. Anh không có khả năng gọi là lấy tiền đập vào bác sĩ để bác sĩ kích tim em dậy. Ui, cái gì kia, con bé nào nữa đi. Ui dồi, con bé đúng không? Con bé kìa. Con bé nó bay à. Thôi anh ạ. À. Thôi chị ơi. Thôi nhá, em gọi chị bằng chị luôn á. Chị bay, một thằng thì nhảy từ trên cây xuống rồi bắt đầu chạy như là một thằng dở hơi vậy. Còn một đứa chui dưới đất lên bắt đầu bay. Sao mày không đi, sao mày không bay trên trời ngay từ đầu đi? Nhất định là phải chui dưới đất lên. Cái gì kìa em ơi, anh không đùa đâu. Tôi hết. Ôi tôi xong rồi, cái này là cái gym cuối cùng rồi. Thôi. Mà phải nhanh chóng mình kiếm được một cái nến thôi. Cái này là cái gym cuối cùng rồi. Mọi chuyện nó bắt đầu dở hơi rồi đây này. Đây rồi, đây rồi. Ôi cái gì đây? Em ơi, anh không đùa đâu. Lại có cái trò dịch chuyển nữa à. Tôi bay phải người không vậy? Đốt cái này lên, nhanh lên. Ui. Ôi, ui, con bé ra nữa rồi. Nào. Ui, cả thằng bé à. Hai đứa ra cùng lúc à. Ôi dồi ôi, em ơi. Em ơi, không chạy được. Ôi dồi ôi. Như thế là như thế nào? Không được, mọi người, tôi quyết tâm rồi. Lần này dứt khoát là tôi phải cua được crush. Nhưng mà mấy em cứ... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ê, trời ơi, thôi em ơi, anh đi trước đây. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ôi trời ơi, này. Thôi nhá. Thôi nhá, tụi bay thì cứ ở trên trời bay xuống, dưới đất bay lên. Ê, trời ơi, làm ơn, làm phước. Đừng có chơi cái trò mà cứ xuất hiện ở trước mặt tao như thế. Ôi trời ơi, nó làm hai cú liên tục ạ. À. Em đùa anh à. Giỡn nó cũng vừa vừa. Ôi giời, cái gì kìa em ơi. Em ơi. Đâu rồi? Ui nó bay kìa. Nó bay kìa. Nó bay kìa.
rồi, thôi. Không, tôi nghĩ lại nè mọi người, là tình yêu của chúng ta ấy, dù nó có lớn đến đâu, nó có đẹp đến đâu, thì khi mà chúng ta chưa yêu, thôi đừng dịch chuyển anh nữa. Khi chúng ta chưa yêu nhau ấy, thì chết là hết nha. Khi mà mình còn chắc chắn cái con bé kia nó không yêu mình cơ, thì chúng ta không thể là liều mạng dâng cái hiến cái chết của chúng ta cho bé đấy được, cho crush chúng ta được. Cho nên là thôi tôi đi về nha. Em ơi, hai đứa, ôi giời, anh đi về nha. Hôm sau có gì vui thì anh lại quay lại nha. Bye bye anh về nha.